Khanh có một bài hát này muốn dành tặng cho gia đình nói riêng cũng như là tất cả những tình yêu, những sự hâm mộ, những sự động viên và những sự ủng hộ của mọi người luôn dành cho Khanh. Một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Mời quý vị cùng lắng nghe Ước Mơ Của Mẹ. Con bé mẹ ước sau này lớn lên mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con, ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bật lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia. Trước mẹ vẫn thấy con đùa vui trước sân, thế mà giờ đây con lớn nhanh sau ngần năm ấy. Rồi con cũng có ước mơ riêng mình và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi hãy ước mơ thay phần dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bật lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Mẹ dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Ước muốn khi xưa mẹ cất lại như một kỷ rất nhiều.